Thưa quý vị và các bạn, đầu tư xây dựng đồng bộ hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, một trong ba khâu đột phá chiến lược được thành phố Hạ Long thực hiện hiệu quả trong năm qua. Từ đó đã tăng cường khả năng kết nối vùng, thu hút các nhà đầu tư. Trong ngày đầu tiên của năm mới 2018, chúng ta cùng nhìn lại những đột phá đó để cảm nhận sự chuyển biến từng ngày, từng giờ của Hạ Long, thành phố phát triển năng động, nơi cần đến và đáng sống. Tháng 4 năm 2018, con đường này sẽ hoàn thành và trở thành con đường kiểu mẫu đầu tiên của Quảng Ninh theo thiết kế được Bộ Xây dựng thẩm định. Dự kiến tiến độ công trình sẽ hoàn thành vào tháng 6, nhưng hiện tại, Ban Quản lý Dự án thành phố đang đôn đốc các đơn vị nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công để con đường hoàn thành trước Carnival Hạ Long 2018, một trong những chương trình điểm nhấn của năm du lịch quốc gia Hạ Long Quảng Ninh. Để đảm bảo tiến độ dự án, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu lập kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục gói thầu thi công, bám sát các điều kiện thực tế hiện trường. Hiện tại là các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị vật tư thi công ngày 3K. Đến giờ phút này là đã đạt tới 70% giá trị của công việc. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Quản lý Quảng Ninh về việc để tiến độ công trình thì là đến mỗi tháng 1 năm 2018, toàn bộ các nhà thầu hoàn thành hạng mục thoát nước, hạng mục về hè, đối dung về hè, các mặt viên vỉa toàn tuyến. Đây là một công trình vừa thi công vừa sử dụng. Nó liên quan đến cuộc sống của nhân dân, ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân. Khó khăn nhất là khó khăn về an toàn giao thông. Nhà thầu đa phần thi công về đêm để đảm bảo an toàn giao thông. Cái thứ hai nữa là ở đây nó có một cái là liên quan đến thành phố du lịch. Vì vậy mà công tác đảm bảo an toàn giao thông cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường hết sức được quan trọng. Với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, dự án có chiều dài toàn tuyến 6 km, điểm đầu từ ngã ba Cứu Hỏa, phường Cao Thắng, điểm cuối là cầu Trắng, phường Hồng Hà, được thiết kế 6 làn xe trên cơ sở mở rộng và bám theo nguyên trạng đường Nguyễn Văn Cử cũ, bao gồm các hạng mục thi công nền đường rộng 31,5 m, vỉa hè mỗi bên rộng tối thiểu 4 m, ốp và bó vỉa bằng đá xẻ. Ở giữa được bố trí giải phân cách rộng 2 mét để trồng cây và trang bị các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Một số đoạn bố trí đường gom rộng từ 7 đến 10 mét để đảm bảo thoát nước cho khu vực dân cư xung quanh. Dự án đã thực hiện cải tạo và bổ sung mở rộng thêm nhiều hạng mục cống dọc và ngang đường có khẩu độ lớn từ 1 đến 2 mét. Hệ thống đường điện, nước và các viễn thông đều được hạ ngầm. Điểm nhấn dọc tuyến sẽ là hệ thống đèn LED chiếu sáng và hạng mục cây xanh là cây sao đen và bàng Đài Loan, tạo cảnh quan bóng mát. Nói chung là nhân dân thì rất là vui mừng phấn khởi khi mà thấy rằng là từ khi họp hội đồng mà đã có cái chủ trương xây dựng cái đường làm nó cho nó đường mẫu mà làm cho nó đẹp thành phố lên thì nhân dân rất là phấn khởi, rất là thích. Khi mà các cái đội đến làm cần nước thì dân cho nước, cần điện dân cho điện, không có ai có cái phàn nàn thắc mắc gì cả. Còn đây, tại cửa ngõ của Hạ Long, con đường có nhiều làn nhất Việt Nam, 10 làn xe đang được gấp rút thi công để hoàn thành trong quý 1. 380 tỷ đồng là tổng mức đầu tư cho công trình được phân bổ từ ngân sách của thành phố Hạ Long. Dài hơn 5 km từ nút giao Minh Khai, Đại Yên đến đường Hoàng Quốc Việt, dự án mở rộng quốc lộ 18A không chỉ rút ngắn thời gian của du khách đến với Hạ Long khi cao tốc Hạ Long Hải Phòng hoàn thành, mà còn làm thay đổi diện mạo khang trang, hiện đại, tạo ấn tượng mạnh ngay khi đặt chân đến thành phố du lịch văn minh hiện đại đẳng cấp quốc tế. Đầu tư đồng bộ hạ tầng, đặc biệt ưu tiên cho hạ tầng giao thông, nhiều công trình trị giá hàng trăm tỷ đồng đã được tiến hành cùng lúc trên địa bàn thành phố Hạ Long trong năm qua, như nâng cấp cải tạo đường 336-337 giai đoạn 2, đường Hạ Long, đường 25 tháng 4, đường Trần Hưng Đạo, nút giao thông Long Tòng, chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực hồ điều hòa ao cá Kênh Đồng, nâng cấp mở rộng đường hậu cần, v.v. Vừa tạo điều kiện để các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, thành phố cũng luôn giám sát chặt chẽ chất lượng các công trình này. Trong những năm vừa qua, Ban Quản lý Dự án thay mặt cho chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long chỉ đạo các nhà thầu là thi công đẩy nhanh tiến độ thi công và thi công dứt điểm các công trình mà cải tạo chỉnh trang đô thị nhằm thay đổi cái bộ mặt của thành phố để xây dựng cái hình ảnh thành phố du lịch và cũng như là đảm bảo mỹ quan của thành phố. Với cái khối lượng công việc rất là lớn như thế, toàn các công trình to và trọng điểm có giá trị lớn, thì Ban Quản lý Dự án công trình thành phố đã bố trí các cán bộ thay phiên nhau giám sát 3K trên ngày
đồng thời yêu cầu các nhà thầu là tranh thủ thời tiết thuận lợi là thi công 3 ca trên ngày để đáp ứng cái yêu cầu về việc chỉnh trang, đẩy nhanh cái tiến độ thi công để làm sao đáp ứng hoàn thành cái công trình sớm đưa vào sử dụng để phục vụ cái nhu cầu của nhân dân cũng như là góp phần chỉnh trang đô thị. Cùng với đó là hàng loạt các công trình về cấp thoát nước như cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Cừ, xây dựng hệ thống thoát nước đường Tô Hiến Thành, mở rộng tiết diện hố thu nước hồ điều hòa phường Ít Kiêu, xây dựng trạm bơm công suất lớn tại tuyến mương liên phường Hà Trung, Hà Khánh, Hà Lầm, Cao Thắng, Cao Xanh, xây dựng cải tạo tuyến mương thoát nước khu vực ngã ba Ba Lan, phường Giếng Đáy đã góp phần giúp cho thành phố giảm thiểu tình trạng ngập úng mỗi khi mùa mưa bão. Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu chủ đầu tư các dự án trên địa bàn kiểm tra, có biện pháp xử lý các hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn, khơi dòng, nạo vét, thay thế các tấm đan hư hỏng của hệ thống thoát nước thuộc dự án, khắc phục ảnh hưởng việc thoát nước dự án đến các công trình hộ dân xung quanh, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án. Cũng từ nguồn ngân sách của thành phố, nhiều các công trình an sinh xã hội đã và đang được thi công, như công trình trường mầm non Hạ Long tại phường Trần Hưng Đạo là một ví dụ. Trên diện tích xây dựng hơn 3.000 m2, công trình có một khối nhà lớp học 4 tầng và 3 khối nhà học 3 tầng, với tổng số 53 phòng học, quy mô nhà trường có thể đón hơn 1.400 cháu đến học tập. Công trình đang được đẩy nhanh tiến độ để trong năm học mới tới đây sẽ được hoàn thành, đón các em nhỏ sớm hơn dự kiến, đáp ứng sự mong mỏi của người dân về một công trình trường mầm non lớn nhất toàn tỉnh. Toàn bộ nhân dân khu 4 cũng như là toàn bộ thành phố Hạ Long cũng rất mong mỏi là công trình nó to đẹp và chắc chắn để mà nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để cho các cháu vào học trong năm mới. Đấy. Và thường ngày thì tất cả những anh em người dân đi qua đây thì cũng là đều trực tiếp giám sát và có những cái gì mà cảm thấy mà công trình còn thiếu sót thì chúng tôi cũng đã tham gia với lại chủ công trình đấy, để coi như làm cho tốt. Đây là một trong 20 công trình giáo dục được xây mới trong năm của thành phố Hạ Long với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Trong đó có nhiều trường học được xây dựng với quy mô lớn, trị giá hàng chục tỷ đồng như trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Thuộc, trường trung học cơ sở Ít Kiêu, trường tiểu học Bãi Cháy, v.v. Với gần 1.600 tỷ đồng, thành phố đã dành hơn 64% tổng chi ngân sách thành phố cho đầu tư phát triển, một tỷ lệ được xem là lớn trong toàn quốc. Đặc biệt, Hạ Long còn huy động đầu tư các dự án công trình bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, ưu tiên thu hút đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc đô thị tạo điểm nhấn mang đẳng cấp quốc tế. Tổng nguồn vốn đầu tư xã hội trên địa bàn năm 2017 đạt 21.209 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2016, vượt chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân là tổng số vốn đầu tư toàn xã hội đạt 20.000 tỷ đồng. Từ sự huy động và tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, Hạ Long đã có nhiều công trình điểm nhấn quy mô lớn, hiện đại, nổi bật như dự án khu đô thị cao cấp Bến Đoan với tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng, khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp phố mua sắm Times Garden City tại phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long với tổng mức đầu tư trên 1.300 tỷ đồng, dự án khu đô thị hiện đại phía đông Hòn Cặp Bè, HD Moon, Hạ Long với tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng, dự án chung cư cao tầng Lideco, phường Trần Hưng Đạo cùng một số dự án chung cư cao cấp tại trung tâm thành phố Hạ Long, v.v. Từ những nỗ lực không ngừng đó đã khiến bộ mặt kiến trúc đô thị của Hạ Long đã có sự thay đổi vượt bậc, khang trang, sạch đẹp, được người dân địa phương và du khách đánh giá cao. Thành phố đã có chủ trương hợp với lòng dân, đồng thuận của nhân dân thì đi qua đi lại đây thì chúng tôi thấy rằng là cái khu chung cư 5 tầng 4 năm vừa rồi là xây dựng rất nhanh. Và cái tốc độ như vậy thì hợp với lại ý dân sau này để cho nhân dân của khu phố tái định cư. Với quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong hiệu quả các đột phá chiến lược, năm 2018, Hạ Long tiếp tục đặt nhiều mục tiêu lớn trong việc đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Thứ nhất là thành phố sẽ tập trung hoàn thiện những dự án trọng điểm, những dự án động lực về hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch dịch vụ. Và sẽ đầu tư những dự án trong cái danh mục đầu tư công đã được Ủy ban tỉnh thông qua bằng các biện pháp ấy, là làm sao là tăng cường thu hút được cái nguồn lực từ xã hội, cái nguồn đầu tư đấy mới là nguồn đầu tư lớn. Bây giờ phải tập trung vào cái thu hút đầu tư thì làm cái gì? Hai cái việc, một là thủ tục hành chính, hai là cái giải phóng mặt bằng và tiếp tục cải thiện cái môi trường đầu kinh doanh để cho các nhà đầu tư này, tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ
trên địa bàn phát triển, tạo ra nguồn lực để cho thành phố phát triển. Thứ ba nữa là tăng cường công tác quản lý thu chi để làm sao để tránh thất thu, tạo ra nguồn lực lớn nhất từ cho ngân sách để đầu tư những công trình thiết yếu và công trình phục vụ cái an sinh. Có thể khẳng định với những đột phá lớn về kết cấu hạ tầng trong thời gian qua đã mang lại cho diện mạo Hạ Long những đổi thay rõ nét, đồng thời đem lại nhiều lợi ích cho người dân. Kết cấu hạ tầng, không gian, kiến trúc đô thị của thành phố đang dần hoàn thiện, hướng đến đồng bộ, góp phần tăng cường khả năng kết nối vùng, tạo điểm nhấn cho một đô thị hiện đại trong tương lai gần. Và càng khẳng định vị thế đầu tàu của thành phố thủ phủ, nơi đang từng ngày chuyển biến mạnh mẽ để vươn mình trở thành thành phố du lịch, đẳng cấp quốc tế văn minh, thân thiện.